Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nhật Trương Speaker. Trong video hôm nay tiếp tục như xin phép được cập nhật đến cho các anh thêm hai mẫu âm ly nữa đến từ thương hiệu Đì Nông, đó là hai con BMA 2000AE. Thì đây là những cái mẫu sản phẩm vừa về trong đầu tháng 4 này. Thì nó là những cái mẫu âm ly thế hệ mới và nó mang một cái khuynh hướng âm nhạc và high-end và được sản xuất vào xuất bản vào những năm 2005. Thì từ cái gương mặt này và cái diện mạo của nó cũng như là chất lượng âm thanh thì nó sẽ phù hợp với rất là nhiều dòng thể loại nhạc high-end, cũng như là có thể giúp cho cô chú anh chị mình sở hữu về nghe hay bài đẹp và có thể phối ghép phù hợp với rất là nhiều dòng loa cột cũng như là loa bút sale cùng phân khúc. Thì trong video hôm nay chủ yếu là Nhật sẽ quay tổng thể nội thất và gửi đến mọi người một số cái thông số cơ bản chính để cô chú anh chị nào mình đang có nhu cầu có thể tham khảo và đánh giá trực tiếp trên cái video này ha. Và trên đầu video thì Nhật cũng xin phép được chia sẻ cái mức giá bán hai mẫu âm ly BMA 2000AE được là Nhật về còn giữ được tình trạng đẹp trên 95%, và hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 19.500.000. Và nếu như cô chú anh chị nào mình quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo, Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người để Nhật có thể gửi hình ảnh thêm chi tiết đến mọi người ha. Rồi không để mọi người chờ lâu nữa thì Nhật xin phép được vào chi tiết sản phẩm ạ. Về những cái phần nắp lưng thì Nhật cũng đã có tháo sẵn ra đây rồi để tiết kiệm video ha. Và tổng quan nắp lưng thì các anh có thể quan sát ở đây tình trạng nắp lưng của mình, cái phần sơn nhựa nhám bên ngoài, cái phần ốp này còn giữ được tình trạng rất đẹp nha mọi người. Góc cạnh thì không có dấu hiệu bị cấn mớp hay là bị trầy xước gì quá nhiều ha. Đây là những cái tán ốc của nó ha, mọi người có thể thấy là còn trắng tinh nè. Đó, về nắp, phần nắp lưng thì rất là tuyệt vời nha mọi người. Rồi cái nắp bên còn lại ha. Đó thì hai cái mẫu này về với cái tình trạng đẹp trên 95% thì nó hình thức nó đẹp như nhau đó các anh. Đó, các anh có thể thấy là rất tuyệt vời ha, không có dấu hiệu bị cấn mớp hay là trầy xước gì nhiều. Rồi tiếp đến thì Nhật sẽ quay tổng thể từng con một để cô chú anh chị nào mình ở xa thì tiện đánh giá cũng như là tiện lựa cho cô chú được một cái mẫu sản phẩm tốt và ưng ý ha. Đầu tiên là cái con bên tay trái nè mọi người. Đó thì Nhật sẽ quay thật chậm cái gương mặt này. Thì với cái gương mặt phay nhôm có màu bạc này thì cũng có thể giúp cho cô chú anh chị mình sở hữu về để mình bày trí lên những không gian khác nhau, cũng như là nó mang lại cho các anh mình một cái vẻ sang trọng và cũng như là tươi trẻ ha. Bên trên này thì chúng ta sẽ có một cái logo của Đì Nông nè, bên dưới là những cái nút cơ bản như là power, bass, jet, ba lăng và show direct ha. Phía dưới này thì các anh có thể thấy là lỗ phun 6 ly của mình còn cực kỳ sáng. Thì đây là những cái mẫu mà được Nhật đấu giá đặt trực tiếp từ Nhật về, nên các anh cứ yên tâm về cái mặt hình thức nè. Bên phải này thì chúng ta cũng sẽ có những cái nút cơ bản như là Inbox Selector ha, chọn ngõ tín hiệu đầu vào, và nút Power Amplify Direct nè. Thì đây là cái tính năng mà trước giờ Nhật cũng đã có chia sẻ khá là nhiều lần rồi ha. Rồi với cái gương mặt này, chữ nghĩa thì không có dấu hiệu bị trầy xước hay là bị bong tróc chữ nha mọi người. Góc cạnh của âm ly mình còn rất là đẹp ha. Đó, tổng thể cái gương mặt của con bên tay trái này cũng rất là tuyệt vời nha mọi người. Rồi, tiếp đến thì Nhật quay luôn cái nội thất bên trong của con bên tay trái ha. Và các anh cũng có thể quan sát thấy là trên cái lường này cũng còn giữ được tình trạng rất đẹp nè, không có dấu hiệu bị trầy xước nhiều. Đặt chính giữa của những cái mẫu âm ly này thì chúng ta sẽ có hai cái phần tân phô cấp nguồn khá là lớn. Và các anh cũng có thể thấy là trên những cái phiến đồng này còn cực kỳ sáng màu nè. Đó, không có dấu hiệu bị xuống màu hay là bị lão hóa ha. Phía bên dưới này thì chúng ta sẽ có hai cái tụ lọc nguồn cực kỳ lớn như thế này, và các anh cũng có thể quan sát thấy là còn rất là phẳng ha. Thì những cái mẫu âm ly này nhiệt lượng của nó tỏa ra rất là cao nè mọi người. Khi mà mình sử dụng trong thời gian dài hoặc là sử dụng lâu á thì thường những cái tụ lọc nguồn này nó sẽ bị phồng dộp lên ha. Nhưng mà tình trạng những con máy này còn rất là tuyệt vời nha các anh. Rồi được đặt đối xứng hai bên, chúng ta sẽ có những cái vỉ bo công suất ha. Thì mỗi bên chúng ta sẽ có hai con sò MOSFET, sò độc quyền của Đì Nông ha các anh. Và các anh có thể thấy là những cái phiến đồng ở bên dưới cũng còn rất là sáng màu này. Đó, tình trạng bo mạch linh kiện thì rất đẹp ha. Tuy nhiên thì bên trong này nó cũng còn khá là nhiều bụi bẩn nha các anh. Những cái mẫu âm ly này về thì Nhật lên video luôn để các anh mình tiện đánh giá và cũng như là tiện tham khảo ha. Thì cái này thì những cái bụi bẩn này thì Nhật sẽ vệ sinh thật sạch sẽ trước khi dán tay mọi người nè. Và Nhật cũng đảm bảo với mọi người, đây là những cái mẫu âm ly còn zin nguyên bản 100%, chưa qua sửa chữa và cũng như là chưa có dấu hiệu thay thế linh kiện nào hết ha. Đó, nên các anh khi mua những sản phẩm bên Nhật thì cứ yên tâm về hình thức cũng như là yên tâm về cái giá trị sưu tầm nè. Rồi, các anh có thể thấy những cái phần ốp hai bên cũng còn rất mới ha các anh, không có dấu hiệu bị trầy xước hay cắn mốp nhiều nè. Bên đây cũng vậy nè các anh.
đó, các anh có thể thấy là cái khung lườn bên trên này còn rất đẹp ha. Nhưng mà ống ly này thì nó cũng rất là nặng nè, nên mà khi vấn đề vận chuyển về thì nó cũng còn giữ được tình trạng cực kỳ tốt ha. Rồi, đó là tổng thể cái gương mặt cũng như là cái nội thất bên trong của con bên tay trái của Nhật ha. Rồi, tiếp đến thì là cái gương mặt và nội thất bên trong của con bên tay phải nè. Đó, thì Nhật cũng sẽ quay thật chậm như thế này. Đó, thì trên đây nó dính bụi bẩn thôi nhé các anh. Cái này thì Nhật sẽ lau chùi sạch sẽ. Đó, các anh, quan trọng hơn là về cái phần góc cạnh cũng như là cái gương mặt đó, nó không có bị chấm phẩy hay là bị cấn góc này các anh. Tình trạng máy mình rất tuyệt vời ha. Đó, tổng thể gương mặt của hai con máy được này nhập về thì nó giữ được cái tình trạng đẹp như nhau ha các anh. Tất cả những cái phần nút cân chỉnh nè, các anh có thể thấy là những cái đường phay trên đây còn cực kỳ đẹp ha, không có dấu hiệu bị trầy xước. Chữ nghĩa của mình còn rất là tuyệt vời nè các anh, không có bị phai chữ hay là bị trầy xước chữ. Đó, gương mặt của con bên đây cũng còn rất là tuyệt vời nè. Rồi, nội thất bên trong của con còn lại thì cái khoang nội thất của những con này thì nó hầu như giống như nhau ha các anh. Thì những cái mẫu máy này về thì Nhật cũng đã test thử và nghe trong thời gian rồi, vài tiếng rồi, thì Nhật thấy là hiện tại nó đang hoạt động rất tốt ha. Thì tất cả những cái sản phẩm thì trước khi mà giao đến tay mọi người thì Nhật sẽ test thật kỹ lưỡng mà trước khi giao đến tay mọi người ha. Và bên Nhật cũng có chế độ bảo hành 3 tháng nên các anh cứ yên tâm sử dụng nè. Đó, tổng thể góc cạnh của con còn lại ha, các anh có thể thấy là rất là tuyệt vời nè, còn sáng dớ và góc cạnh không có dấu hiệu bị cấn mớp hả các anh. Tiền tệ ở đây thì Nhật quay luôn cái phía sau ha. Đó, các anh có thể thấy là những cái phần AV mạ vàng của mình còn rất là sáng này, cầu loa cũng còn rất là tuyệt vời này các anh. Đó, để rút ngắn video thì Nhật sẽ quay sơ lược như thế thôi ha. Còn nếu như cô chú anh chị nào mình quan tâm thì Nhật sẽ gửi hình ảnh chi tiết và cũng như là số series để các anh mình dễ dàng lựa chọn nè. Đó, các anh có thể thấy là những cái phần mạ vàng trên đây còn rất là tuyệt vời ha. Và Nhật cũng đảm bảo với mọi người phía sau của hai con ly này còn rất là đẹp nha. Nên là Nhật muốn rút ngắn cái video nên là Nhật sẽ không quay phía sau ha. Đó, về gương mặt và cũng như là nội thất của hai con thì đẹp như nhau nha các anh. Chỗ đây thì nó hơi dính bụi bẩn thôi nha các anh, chứ không phải là bị trầy xước đâu ha. Đó, các anh có thể thấy rất tuyệt vời ha. Dạ rồi, thì Nhật nói sơ về cái thông số kỹ thuật của hai dòng âm ly này. Thì những cái mẫu âm ly này thì được sản xuất tại Nhật Bản luôn nha. Và nó sử dụng dòng điện nội địa là 100V và có cái mức công suất tiêu thụ điện là 275W. Với mức công suất ra loa của hai cái mẫu âm ly này thì chúng ta sẽ có 80W mỗi kênh ở trở kháng 8 ohm và ở trở kháng 4 ohm chúng ta sẽ có tổng là 320W. Thì đây là một cái mức công suất chính xác trên thông số của nhà sản xuất nha mọi người. Thì từ cái mức công suất này thì các anh mình có thể về phối ghép phù hợp với rất là nhiều dòng loa cột cũng như là loa bút xeo cùng phân khúc để các anh mình nghe đa thể loại nhạc và đặc biệt là những dòng nhạc high-end ha. Dạ rồi, thì hai cái mẫu âm ly này từ đầu video đến giờ Nhật cũng đã quay rất là tỉ mỉ về gương mặt cũng như là nội thất bên trong để gửi đến cô chú anh chị mình thiện tham khảo rồi ha. Thì hiện tại hai mẫu âm ly này về còn giữ được tình trạng đẹp trên 95%, thì hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 19.500.000 và đây là cái mức giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha các anh. Các anh lưu ý chỗ này giúp Nhật. Về mặt chất âm thì trước giờ Nhật cũng đã có chia sẻ khá là nhiều rồi. Riêng đặc biệt về những cái mẫu âm ly thế hệ mới mặt trắng này thì các anh mình có thể về để mình phối ghép phù hợp với những cái dòng loa cột đến từ Anh Quốc cũng như là đến từ Mỹ, các dòng loa đến từ châu Âu ha, để các anh mình nghe đa thể loại nhạc nè, và đặc biệt là những dòng nhạc high-end, nó sẽ mang lại cho các anh một cái khuynh hướng âm nhạc tươi trẻ hơn và cũng như là nó nhẹ nhàng thanh thoát hơn rất nhiều so với những cái dòng tiền nhiệm mặt vàng ha. Dạ rồi, thì Nhật xin nhắc lại cái mức giá của BMA 2000AE, hiện tại bên Nhật đang có mức giá là 19.500.000. Nếu như cô chú anh chị nào có thêm thắc mắc hay là nhu cầu gì về hai cái mẫu sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với Nhật qua hai số điện thoại cũng như là Zalo, Nhật có để bên dưới góc phải màn hình của mọi người ha. Hoặc các anh cũng có thể đến tận địa chỉ là số 579 -9T đường Trường Chinh, phường Tân Thế Nhất, quận 12 để xem qua mẫu sản phẩm và cũng như là mình test cái chất âm của nó trước khi xuống tiền. Cuối cùng, Nhật xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video lần sau. Wow.